Kính chào quý phụ huynh và các bạn học sinh đang xem video ngày hôm nay. Hôm nay cô cùng với các bạn sẽ cùng nhau chữa bài tập của bài 56 phép cộng dạng 14 cộng 3 trong cuốn sách Bài tập hàng ngày toán 1 tập 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều. Chúng mình cùng nhau đến với tiết 1. Tiết 1 bao gồm hai phần đó là phần trắc nghiệm và phần tự luận. Cô trò mình sẽ đến với phần 1, phần trắc nghiệm khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu số 1, số. Các con quan sát cho cô ở đây mình có 10 cộng 3 bằng, vậy phép tính cộng thì mình sẽ thêm vào. Các con bắt đầu đếm từ 10 và thêm 3 vào giúp cô. 11, 12, 13. Vậy 10 cộng 3 bằng 13, đáp án chính xác là đáp án C. Các bạn khoanh tròn đáp án C giúp cô. Câu số 2. Kết quả của phép tính 12 cộng 4 là vậy thì ở đây mình sẽ có 12 thêm 4 vào các con cùng đếm với cô. 12, 13, 14, 15, 16. Vậy 12 cộng 4 sẽ bằng 16. Đáp án C là đáp án chính xác. Các bạn khoanh tròn đáp án C giúp cô. Câu 3. Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 15? Vậy thì để làm được câu số 3, chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện các phép tính của câu A, B, C và D. Rồi sau đó chúng mình sẽ xem câu nào kết quả bằng 15 thì mình sẽ khoanh tròn vào câu đó. Đáp án đó, vậy thì chúng mình nhìn vào đáp án A đầu tiên giúp cô 12 cộng 3. Vậy 12 cộng 3 mình sẽ giơ ba ngón tay và bắt đầu đếm từ 12, 13, 14, 15. Câu A có đáp án bằng kết quả bằng 15, hợp lý. Vậy thì chúng mình sẽ xem câu B, C, D có đáp án nào hợp lý nữa không các con nhé? 10 cộng 4, mình sẽ dơ 4 ngón tay ra giúp cô và bắt đầu đếm 10, 11, 12, 13, 14. Vậy 10 cộng 4 bằng 14, không hợp lý, bởi vì đây sẽ mình cần tìm phép tính có kết quả bằng 15 đúng không ạ? Câu c, 13 cộng 4 các con cũng dơ 4 ngón tay ra và chúng mình bắt đầu đếm 13, 14, 15, 16, 17. Kết quả bằng 17 cũng không đúng, chúng mình chuyển sang câu D. 15 cộng 3, các con dơ 3 ngón tay. 15, 16, 17, 18. 18 cũng không phải là phép tính có kết quả bằng 15. Vậy duy nhất có phép tính của câu A có kết quả bằng 15. Các con khoanh tròn câu A giúp cô. Đáp án A. Câu số 4. Trong các phép tính sau đây, phép tính nào có kết quả lớn nhất? Vậy thì để làm được câu số 4, chúng mình cần thực hiện các phép tính của câu A. B, C và D Rồi sau đó sẽ so sánh xem kết quả của phép tính nào lớn nhất Thì đó chính là đáp án mình cần tìm Vậy thì cô cùng với các con sẽ đi thực hiện các phép tính của các đáp án Đầu tiên là câu A Chúng ta sẽ có 17 cộng 1 Các con dơ một ngón tay và bắt đầu đếm từ 17 với cô 17 thêm 1 bằng 18 Vậy câu A có kết quả bằng 18 Câu B chúng mình có 14 cộng 2 các con giơ hai ngón tay và các bạn đếm với cô 14, 15, 16. Vậy 14 cộng 2 bằng 16 các con. Có kết quả bằng 16. Câu C, 16 cộng 1. 16 mình giơ một ngón tay thêm một bằng 17. Vậy câu C có kết quả bằng 17. Câu D, 11 cộng 8, chúng mình giơ 8 ngón tay và các con đếm từ 11 giúp cô. 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18 và 19. Vậy 11 cộng 8 bằng 19, câu D có kết quả bằng 19. Mình so sánh các số, kết quả mình vừa tìm được là 18, 16, 17 và 19. Xem số nào là số lớn nhất. Vậy số lớn nhất sẽ là số ở sau cùng, đó chính là 19. Nên phép tính có kết quả lớn nhất đó chính là đáp án D, 11 cộng 8. Các bạn khoanh tròn vào đáp án D giúp cô. Câu 5 số ở đây chúng mình có 11 cộng hỏi chấm bằng 16. Vậy thì nhiệm vụ của chúng mình là cần tìm xem số nào 11 cộng với số nào để bằng 16. Vậy chúng mình sẽ đếm lùi lại từ 16 xuống 11 để xem số đó là số nào nhé. 16, 15, 14, 13, 12, 11. Vậy chúng mình lùi 5 ngón tay lại thì sẽ được 11. Đáp án chính xác là đáp án B. Các bạn quay tròn đáp án B giúp cô. Sau khi hoàn thành xong bài tập ở phần trắc nghiệm, cô cùng với các con sẽ chuyển sang phần số 2, đó là phần tự luận. Bài 1 tính 12 cộng 7, vậy ở đây các con thấy có 12 quả dâu màu xanh, chúng mình sẽ cộng thêm 7 quả dâu màu đỏ. Vậy chúng mình cũng đếm với cô 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vậy 12 cộng 7 bằng 19, chúng mình viết số 19 và ô trống giúp cô. Bức tranh số 2 chúng mình có 14 cộng 3 Vậy đây là tương ứng với bức tranh là 14 quả dâu màu xanh cộng 3 quả dâu màu màu đỏ Vậy thì chúng mình cũng đếm với cô 14, 15, 16, 17 Vậy 14 cộng 3 bằng 17 Các con viết số 17 vào ô trống Bức tranh thứ 3 Bức tranh số 3 các con cùng nhìn quan sát cho cô Chúng mình có 16 quả dâu màu xanh cộng 2 quả dâu màu đỏ Vậy chúng mình cũng đếm với cô 16, 17, 18 Vậy 16 cộng 2 bằng 18 Các con viết số 18 vào ô trống Và bức tranh cuối cùng là bức tranh số 4 Chúng mình có 10 quả dâu màu xanh cộng thêm 6 quả dâu màu đỏ Chúng mình cũng đếm với cô xem có tất cả bao nhiêu quả dâu nhé 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vậy có tất cả là 16 quả dâu các con viết số 16. Chúng mình cùng sang bài tập số 2, bài 2 yêu cầu tính. Vậy chúng mình sẽ thực hiện phép tính và viết kết quả vào ô trống. Bây giờ cô cùng với các con sẽ thực hiện phép tính đầu tiên. 11 cộng 1 Chúng mình có 11, chúng mình dơ một ngón tay giúp cô 11 và đến 12. Vậy 11 cộng 1 bằng 12, các con viết số 12 vào ô trống. Phép tính 12 cộng 5, chúng mình dơ 5 ngón tay bắt đầu đếm với cô. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vậy 12 cộng 5 bằng 17, viết số 17. Phép tính 14 cộng 4 các con giơ 4 ngón tay và bắt đầu đếm 14, 15, 16, 17, 18. Vậy 14 cộng 4 bằng 18. Các con viết số 18 vào ô trống. 17 cộng 2, chúng mình sẽ giơ hai ngón tay và bắt đầu đếm từ 17, 18, 19. Vậy 17 cộng 2 bằng 19. Các con viết số 19. 13 cộng 2, chúng mình giơ hai ngón tay và bắt đầu đếm. 13, 14, 15. Kết quả bằng 15, chúng mình viết số 15 và ô trống. Phép tính tiếp theo, 10 cộng 7, chúng mình giơ 7 ngón tay và bắt đầu đếm từ 10 giúp cô. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vậy 10 cộng 7 bằng 17, chúng mình viết số 17 và ô trống. Các bạn cùng thực hiện phép tính 16 cộng 3 với cô chúng mình giơ 3 ngón tay và đếm từ 16, 17, 18, 19. Vậy 16 cộng 3 bằng 19. Chúng mình viết số 19. 11 cộng 7 các con giơ 7 ngón tay và bắt đầu thực hiện phép tính với cô 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vậy 11 cộng 7 bằng 18. Chúng mình viết số 18 vào ô trống. sau khi điền kết quả vào trong các ô trống rồi chúng mình sẽ thực hiện bài tập số 3 thực hiện bài tập yêu cầu nối vậy thì ở đây muốn làm được bài này chúng mình cần thực hiện các phép tính ở những ô màu vàng được kết quả bao nhiêu chúng mình sẽ nối tương ứng với ô màu xanh vậy chúng mình đến với phép tính đầu tiên 10 cộng 1 chúng mình có 10 giơ một ngón tay và 10 thêm một bằng 11 chúng mình nối với số 11 giúp câu 13 cộng 5. Cô sẽ giơ 5 ngón tay và bắt đầu đếm từ 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vậy 13 cộng 5 bằng 18, các con nối vào số 18. 14 cộng 1, cộng 14 cộng 1 là thêm 1 vậy 14 rồi sẽ đến 15. Con nối vào ô 15. Phép tính tiếp theo, 15 cộng 4. Chúng mình giơ 4 ngón tay và bắt đầu thực hiện phép tính với cô. 15, 16, 17, 18, 19. Vậy 15 cộng 4 bằng 19 Chúng mình nối vào ô 19 Phép tính 12 cộng 2 Chúng mình giơ hai ngón tay và thực hiện phép tính với cô 12, 13, 14 Vậy 12 cộng 2 bằng 14 Các con nối vào số 14 Và phép tính cuối cùng là 15 cộng 2 Chúng mình giơ hai ngón tay 15, 16, 17 Vậy chúng mình sẽ nối vào số 17 đúng không ạ? Chúng mình cùng nhau làm bài tập số 4 với cô. Bài tập số 4, quan sát bức tranh và viết phép cộng thích hợp. Vậy ở đây chúng mình cùng nhìn cho cô có những bạn chim đang đậu trên cành cây và những bạn chim đang bay trên bầu trời. Vậy chúng mình thấy rằng là, chúng mình cũng đếm với cô xem, trên cành cây sẽ có bao nhiêu bạn đang đậu trên đó nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vậy có 11 bạn đang đậu trên cành cây. Và chúng mình cũng đếm cho cô xem ở đây có bao nhiêu bạn đang bay đến thêm nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy chúng mình sẽ có phép tính cộng là 11 cộng với 5 sẽ bằng... Các bạn giơ 5 ngón tay và thực hiện phép tính với cô. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vậy 11 cộng 5 bằng 16 viết số 16. Tiếp tình thứ hai chúng mình cùng quan sát một bức tranh cho cô. Ở đây là có một bạn nam đang trồng hoa đúng không ạ? Vậy chúng mình cũng đếm xem số hoa ban đầu có là bao nhiêu nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Vậy ban đầu có 17 bông hoa. Chúng mình viết số 17 vào số đầu tiên. Sau đó bạn nam trồng thêm một bông nữa mình sẽ có 17 cộng 1 bằng 18 thì mình viết số 18 và ô trống cho cô. Vậy là mình đã có hai phép tính thích hợp sau khi quan sát bức tranh đó là 11 cộng 5 bằng 16, 17 cộng 1 bằng 18. Đây cũng là bài tập cuối cùng trong bài ngày hôm nay. Cô hy vọng các con sẽ ôn bài và làm lại bài thêm một lần nữa để chúng mình nắm chắc kiến thức. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video lần sau.